Trái ngược với mong ước của nhiều người khi muốn ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, một số ngôi sao lớn tại Hollywood lại không đồng tình với việc này. Họ không chỉ ủng hộ đối thủ của ông Trump là bà Kamala Harris lên tiếng chỉ trích các tỷ phú Mỹ mà còn tuyên bố rời khỏi quê hương để định cư nước ngoài. Một trong những ngôi sao công khai ủng hộ ông Trump tái đắc cử chính là ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift. Theo CNBC, bài đăng của Taylor Swift về việc kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Được biết, ít phút sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris, Taylor Swift đã đăng bài đứng về phía ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Nữ ca sĩ cho rằng bà Harris là chiến binh đấu tranh cho quyền lợi và mục đích mà cô tin tưởng. Là cử tri, tôi xem và đọc mọi thứ, tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tôi nghĩ bà Harris là nhà lãnh đạo vững vàng, Taylor Swift viết. Trên trang cá nhân hơn 283 triệu người theo dõi, Taylor Swift kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Nữ ca sĩ cho biết cô đã xem cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nữ ca sĩ kêu gọi người hâm mộ tìm hiểu về lập trường của các ứng cử viên, chủ đề họ quan tâm trước khi tiến hành bỏ phiếu. Trong bài đăng ủng hộ bà Harris, Taylor Swift nhắc trực tiếp tên ông Trump và thể hiện động thái trả đũa. Gần đây, có hình ảnh sai sự thật được tạo ra từ AI cho rằng tôi ủng hộ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Hình ảnh này thậm chí được đăng lên trang web của ông ấy. Tôi cần minh bạch điều này với tư cách cử tri, Taylor Swift viết. Sau khi Taylor Swift ủng hộ bà Kamala Harris, nhiều khán giả đứng về phía nữ ca sĩ và truy cập vào trang vote.org để bỏ phiếu. Đây không phải là đầu tiên giọng ca Shake It Up kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu thông qua trang web của chính phủ Mỹ. Một ngày sau cuộc phỏng vấn, người phát ngôn của cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ nói với CNBC rằng bài đăng trên Instagram của Taylor Swift ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thu hút ít nhất 337.826 lượt truy cập vào vote.gov, trang web của chính phủ Mỹ hướng dẫn người dùng thông tin bỏ phiếu cụ thể của từng tiểu bang. Đây không phải lần đầu Taylor Swift kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu thông qua trang web của chính phủ Mỹ. Năm 2023, Swift có bài đăng tương tự thúc đẩy người theo dõi cô chuẩn bị tinh thần đăng ký bỏ phiếu. Vote.gov tăng 1.226% lượng người truy cập sau bài đăng kêu gọi của nữ ca sĩ, NPR đưa tin. Sau lời kêu gọi của Swift, cựu Tổng thống Trump và chiến dịch tranh cử của ông thể hiện sự tức giận. Trong cuộc phỏng vấn trên Fox & Friends, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho biết Swift sẽ phải trả giá. Người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, đồng tình với ông Trump. Chúng tôi ngưỡng mộ âm nhạc của Taylor Swift, nhưng tôi không nghĩ hầu hết người Mỹ, dù họ là người hâm mộ yêu thích nhạc của cô ấy, bị lung lay về việc bỏ phiếu. Về cơ bản, cô ấy không liên quan đến lợi ích và các vấn đề của hầu hết người Mỹ, Thượng nghị sĩ J.D. Vance nói. Theo nghiên cứu của Đại học Northwestern và Đại học Maryland, người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất định đến số phiếu bầu cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Để chứng minh quan điểm, nhóm nghiên cứu lấy ví dụ về trường hợp bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey ủng hộ Barack Obama. Nhóm nghiên cứu kết luận sự ủng hộ của Oprah Winfrey có giá trị tương đương 1 triệu phiếu bầu cho Obama. Điều đó tác động lớn đến việc ông Barack Obama thắng thế trước bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2008. Về trường hợp của Taylor Swift, Fox News nhận định nữ ca sĩ là ngôi sao nổi tiếng, người dân Mỹ hầu như ai cũng biết đến cô, đặc biệt là người theo Đảng Dân Chủ. Trong cuộc thăm dò vào tháng 10 năm 2023, 55% cử tri nói chung, trong đó có 68% người theo Đảng Dân Chủ cho biết họ có quan điểm đứng về Taylor Swift. Trong số đó, có 43% đối tượng khảo sát theo Đảng Cộng Hòa có quan điểm ủng hộ Swift, số còn lại lưỡng lự hoặc không ủng hộ. Casey Myers, giáo sư quan hệ công chúng tại Virginia Tech, cho biết sự ủng hộ của Taylor Swift có thể tác động đến cuộc bầu cử. Nhiều khả năng Swift truyền động lực khuyến khích những người hâm mộ Gen Z đi bỏ phiếu. Myers nói thêm rằng, dù quan điểm của người nổi tiếng không ảnh hưởng toàn bộ đến người dân bỏ phiếu, nhưng Taylor Swift có thể tác động đến lượng người hâm mộ lớn tập trung vào quyền phụ nữ, vấn đề đang có lợi cho Đảng Dân Chủ. Trong cuộc khảo sát từ 1.500 người của Newsweek, 18% cử tri cho rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống mà Swift lựa chọn, 17% số người cho rằng không bỏ phiếu giống Swift và 55% còn lại cho rằng kết quả không phụ thuộc vào nữ ca sĩ. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng 18% người bỏ phiếu giống Swift là tỷ lệ lớn có khả năng tác động cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Cuộc khảo sát còn cho thấy Taylor Swift có sức hút với cử tri Gen Z và Millennial,
Trong số những người tham gia khảo sát, có 30% cử tri dưới 35 tuổi nêu quan điểm họ sẽ bỏ phiếu giống nữ ca sĩ. Truyền thông nhận định Taylor Swift khiến những chính trị gia chạy đua vào Nhà Trắng lo lắng khi nêu quan điểm ủng hộ ai đó. Trong quá khứ, Taylor Swift thể hiện quyền lực khi tác động đến số phiếu bầu. Năm 2018, Taylor Swift bỏ phiếu cho một số ứng cử viên Đảng Dân Chủ ở Tennessee, bao gồm cựu thống đốc Phil Bredesen cho Thượng viện Mỹ và Jim Cooper cho Hạ viện. Jim Cooper sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử vào Hạ viện. Trong cuộc bầu cử năm 2020, cô công khai ủng hộ ông Joe Biden, thậm chí viết trên Twitter tuyên bố chúng tôi sẽ bỏ phiếu loại ông Trump. Kết quả, nhiều người đã ủng hộ cho Taylor Swift góp phần vào chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thậm chí truyền thông còn lan truyền nhiều thuyết âm mưu gọi Taylor Swift là tài sản của Lầu Năm Góc và cho rằng mọi quan điểm của cô đều ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử. Có thể thấy sức mạnh của người nổi tiếng trong cuộc bầu cử cho thấy sự kết hợp mạnh mẽ giữa người nổi tiếng và chính trị trong thời đại mà lòng tin vào các thể chế truyền thống đang ở mức thấp. Nó cũng thể hiện các hoạt động do người nổi tiếng khởi xướng tiếp tục tiếp cận cử tri theo những cách khác nhau. Không chỉ Taylor Swift mà rất nhiều ngôi sao lớn tại Hollywood cũng công khai muốn rời khỏi nước Mỹ như một cách phản đối việc ông Donald Trump lên làm tổng thống lần hai. Khi nỗi sợ thành sự thật, nhiều nghệ sĩ hạng A được cho là đang rục rịch dọn nhà. America Ferrara là cái tên mới nhất trong số đó. Nguồn tin từ Daily Mail tiết lộ nữ diễn viên thắng giải Quả Cầu Vàng đang có kế hoạch chuyển đến Anh cùng với người chồng Ryan Pierce Williams và hai con nhỏ. America phát ốm vì Donald Trump lại là tổng thống. Cô ấy buồn lòng vì Kamala Harris thua cuộc. Cô ấy nghĩ đất nước cô ấy đang sống tốt đẹp hơn thế, người thân cận nói. Dù chuyển đến bên kia bờ Đại Tây Dương, ngôi sao Ugly Betty không phải từ bỏ Hollywood mãi mãi. Cô tiếp tục hiện diện ở xứ cờ hoa vì công việc và đấu tranh cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Latin. Cô ấy ở nước ngoài vì gia đình và để hỗ trợ cho việc học của con cái. Cô ấy muốn chúng có những cơ hội tốt nhất. Cô ấy không từ bỏ nước Mỹ, chỉ là đang ưu tiên cuộc sống của mình và tập trung vào con cái, nguồn tin nhấn mạnh. Trong khi đó, tạp chí Hello đưa tin nữ diễn viên được phát hiện đến thăm trường tư thục ở Tây Nam London. Cô hài lòng với những gì mình thấy và tin các con có thể hòa nhập được vì ngôi trường có nhiều đứa trẻ sinh ra từ gia đình nổi tiếng. Sharon Stone cũng đồng tình với cách làm này. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail hồi tháng 7, mỹ nhân bản năng gốc tiết lộ đang cân nhắc mua nhà tại Italy. Bà cho rằng đó là ý tưởng thông minh trong bối cảnh chính trị phức tạp. Bà còn cáo buộc ông Donald Trump tranh cử trên nền tảng thù hận và áp bức. Thậm chí, ca sĩ trẻ tuổi Billie Eilish cho rằng chiến thắng của ông Trump là một cuộc chiến chống lại phụ nữ. Nữ rapper Cardi B cũng bày tỏ sự bất bình bằng cách đăng lên Instagram một bức ảnh kèm theo dòng chú thích "Tôi ghét tất cả các người". Trước đó, khi được hỏi liệu Cardi B có xuất hiện tại lễ nhậm chức của ông Trump trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram hay không, cô nói, "Tôi phát ngán với các người rồi, tôi thực sự buồn, tôi thề với Chúa là tôi thực sự buồn". Cựu ngôi sao của Married with Children, Christina Applegate cũng bày tỏ sự lo ngại rằng chiến thắng của ông Trump đe dọa đến quyền sinh sản, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi phán quyết Roe Wade bị lật ngược vào năm 2022. Trả lời phỏng vấn của Harper's Bazaar vào tháng 10, nữ diễn viên Game of Thrones Sophie Turner cũng cam kết cút khỏi nước Mỹ và trở về quê hương Vương quốc Anh nếu ông Trump lên nắm quyền. Những năm trước, Sophie sống tại Mỹ cùng chồng cũ Joe Jonas và hai con. Cô trở lại Anh sau cuộc chia tay ồn ào vào năm 2023. Nữ diễn viên Minnie Driver chia sẻ với tờ The Times of London vào tháng 7 đã trở về Anh sau gần 3 thập kỷ sống tại Los Angeles. Vào thời điểm đó, bà cho biết nếu ông Trump tái đắc cử, bà khó có thể sống ở bất kỳ tiểu bang nào khác ngoài California, nhưng bà không muốn bó buộc bản thân như thế. Chưa rõ những ngôi sao trên có thực sự rời bỏ nước Mỹ hay không, bởi trong quá khứ có trường hợp tuyên bố tương tự nhưng không thực hiện. Trong lần đầu ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, nữ ca sĩ Raven Simons bày tỏ trên chương trình The View nếu một đảng viên Cộng Hòa thắng cử, bà sẽ rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, sau đó, bà không có động thái muốn chuyển nhà nào.